Hello anh em, video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em một hình thức làm dropshipping, các sản phẩm tự thiết kế với nền tảng Printful. Và không dài dòng nữa, mình sẽ đi cụ thể vào nội dung của cái video này luôn ha. Đầu tiên mình sẽ giải thích một vài khái niệm ở với cái hình thức này ha. Đó là dropshipping là gì? Với những anh em mà đã theo dõi mình từ lâu và có đọc những bài viết ở trên blog mình là lavietnam.com thì chắc là anh em đã hiểu rõ về mô hình dropshipping là gì rồi. Những ai mà chưa biết dropshipping là gì thì có thể lên blog của mình lavietnam.com nè, vào phần blog và chọn dropshipping ha. Và anh em có thể đọc các bài viết ở trên này thì sẽ có một cái góc nhìn đầy đủ và đủ cái lượng kiến thức cho anh em hiểu về dropshipping là gì. Ngoài ra thì mình có cả hướng dẫn làm thực hành luôn với dropshipping với Shopee nè, hoặc là dropshipping với những cái nền tảng khác nữa. Để giải thích một cách đơn giản và nhanh chóng thì mình sẽ sử dụng cái tấm hình này. Đây là cái mô hình dropshipping ha. Khách hàng mua, ví dụ mình là cao thun đi, bạn lấy hình ảnh cao thun đăng lên với giá là 550k, nhưng mà nhà cung cấp thì chỉ để cho bạn cao thun đó với giá là 250 thôi, và bạn sẽ trả cho nhà cung cấp 250, nhà cung cấp sẽ giao cái khách hàng đó tới tay khách hàng và bạn sẽ thu lại được 550 và bạn lời là 300k trên cao thun đó. Giải thích một cách đơn giản là như vậy, còn cụ thể là như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn ở trong cái video này, hoặc là mọi người có thể đọc ở trên blog của mình đây. Ok, thuật ngữ thứ hai đó là sản phẩm tự thiết kế, thì đây là hình thức viết tắt là POD. POD là có nghĩa là print on demand, in theo yêu cầu ha. Print là in nè, on demand là theo yêu cầu, có nghĩa đây là một cái nền tảng mà những cái sản phẩm cụ thể luôn, là những cái sản phẩm áo thun trơn nè, cốc sứ trơn nè, áo thun, áo hoodie, chăn, túi, nó hoàn toàn là trơn, không có hình gì ở trên cả, và bạn thiết kế những cái sản phẩm này ha. Và để khi mà khách hàng đặt hàng thì cái nền tảng bên thứ ba, cụ thể đây là Printful ha, họ sẽ in những cái hình đó và họ bán tới đây khách hàng. Thì mình sẽ nói một chút về ưu điểm và nhược điểm của hai hình thức này và mình sẽ dùng ảnh luôn ha. Đầu tiên đó là mô hình dropshipping ha, ưu điểm của nó là có khả năng bán được nhiều sản phẩm một lúc mà không cần phải nhập hàng, có nghĩa là bạn có thể lấy bất kỳ sản phẩm nào của nhà cung cấp về để bán mà không phải nhập hàng ha. Thị trường quốc tế thì thôi, mình sẽ tập trung nó là thị trường Việt Nam thôi. Không phải quản lý tồn kho là cái chắc rồi, vì bạn đâu phải nhập hàng mà đâu mà tồn kho. Vốn bỏ ra ban đầu ít hoặc gần như là không cần bỏ vốn. Không cần bỏ vốn thì cũng không đúng. Bạn cần một vài tool, nhưng mà ví dụ như mọi người có thể bắt đầu với chỉ cần 500 hoặc 1 triệu là có thể bắt đầu với mô hình dropshipping rồi ha. Cho phép thử nghiệm sức mua trước khi chính thức nhập sản phẩm về, có nghĩa là bây giờ mình lấy ví dụ như bạn test bán một sản phẩm là A đi, bạn không dám nhập hàng về bán tại vì sợ là nhập về chưa chắc có ai mua, thì bạn có thể thực hiện mô hình dropshipping ha, là lấy sản phẩm A nhập cung cấp bán thử xem, nếu mà sức mua lớn bán được thì lúc đó bạn sẽ nhập hàng về bán thôi. Nhược điểm ở đây ha thì là khách hàng sẽ ngừng mua khi họ tìm ra được sản phẩm gốc, có nghĩa là sản phẩm gốc nó luôn luôn giá thấp hơn cái giá dropshipping mà. Đây, một cái khó khăn nữa là khi mà đổi trả hàng hóa thì cái này là mọi người cần phải deal trực tiếp với nhà cung cấp ha. Không quản lý được quá trình giao hàng vì nhà cung cấp sẽ giao hàng luôn. Lợi nhuận thấp vì bạn không phải nhập hàng về nè, và nhà cung cấp sẽ lo hết mọi khâu như là đóng gói, vận chuyển, thu hộ ha. Thì tất nhiên là một lợi nhuận sẽ thấp rồi. Lợi nhuận cao thì mình phải bắt buộc phải nhập hàng về thôi. Cạnh tranh cao vì ai cũng có thể làm, dễ làm, rồi ban đầu thấp. Và tất nhiên là dễ bị đối thủ đè vì lợi nhuận thấp nên mình không thể quảng cáo được. Nếu mà mình bỏ ra quảng cáo thì đối thủ á, nhập hàng trực tiếp và bán, họ có lợi nhuận tốt hơn thì họ sẽ quảng cáo mạnh hơn mình. Và sẽ không có thương hiệu ha. Dropshipping nghĩa là mình đang nhập, mình đang bán dùm sản phẩm của nhà cung cấp khác nên mình sẽ không có thương hiệu. Thì đây là những ưu điểm, nhược điểm của mô hình dropshipping. Mình sẽ đi qua ưu điểm và nhược điểm của mô hình in theo yêu cầu ha, POD.
cũng giống như dropshipping, đó là bạn không phải lưu kho, không phải lo khâu sản xuất giao giao hàng. Thêm cái nữa thì mọi người có thể thỏa sức sáng tạo hơn, in thể bất kỳ cái hình gì lên trên nó. Thứ ba là mọi người tự định giá sản phẩm theo cái giá cost của nhà cung cấp đưa ra, thì mọi người có thể định giá thoải mái hơn, nhanh chóng tạo ra sản phẩm và có thể dễ dàng loại bỏ những sản phẩm mà kém, không sinh lời cho mình. Và nhược điểm này không cũng là cạnh tranh cao hoặc là dễ bị đối thủ spy cái sản phẩm của mình. Và đây là một kỹ năng bắt buộc này, là bạn cần phải có kỹ năng thiết kế, và cụ thể đây là kỹ năng Photoshop ha. Lợi nhuận thấp thì nó cũng giống dropshipping thôi, và không thay đổi hoặc kiểm soát được quá trình sản xuất và giao vận vì bạn phải phụ thuộc vào bên thứ ba. Và cụ thể mình muốn giới thiệu đây là Printful. Thì mình sẽ nói tiếp theo, mình sẽ nói về Printful là gì. Mọi người có thể vào printful.com ha, và ở dưới đây có rất nhiều sản phẩm này, áo thun VE này, áo thun in tràn, và những cái giá cost họ để cho bạn bán ha. Thì hiểu đơn giản là mình lên printful.com, mình thiết kế một cái hình ảnh gió và mình bán. Mình sẽ giải thích một cái cuối tại sao lại là dropshipping kết hợp với hình thức POD này. Vì ngày trước á cũng trên Printful này luôn, thì đây là cái trang bán hàng Printful ha. Mình sẽ về cho mọi người xem. Đây là cái trang bán hàng Printful này, và những sản phẩm bên trên này là sản phẩm mà những cái user họ đăng ký tài khoản họ thiết kế ở đây ha. Đó, họ thiết kế rất là nhiều hình ảnh. Đây là áo thun VE này, hình bác hang so này, rất là nhiều hình từ đơn giản cho tới phức tạp. Và mình sẽ đi về câu hỏi là tại sao ngày trước, mình lấy ví dụ như đây là cái thiết kế, cái sản phẩm mang thiết kế ha, bạn muốn bán cái áo này thì bắt buộc bạn phải lấy đường link này, bạn copy cái đường link này, sau đó thì bạn lại lên trên Facebook hoặc Instagram, bạn post cái đường link này lên. Post cái đường link này lên và đăng lên ha. Test cho mọi người xem. Đây như vậy. Và khi khách hàng á, họ phải click trực tiếp vào đường link này nè, họ trực tiếp vào đường link này, họ tới sản phẩm rồi họ phải chọn size trên này, đặt mua ở trên này, thì bạn mới được tiền, bạn mới được một đơn hàng thành công. Thì đây là một cái hình thức mà mua hàng nó khá là phức tạp hơn. Và sau này thì Printful đã phát triển một cái cách mới, đó là tạo đơn hàng nhanh. Thì mọi người có thể vào đơn đặt hàng và tạo đơn rất là nhanh bằng cách là nhanh lên trực tiếp. Thì lúc này á mọi người có thể thêm số điện thoại này, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng luôn. Thì lúc đó thì mọi người không phải vậy lấy link cái trực tiếp cái link này đăng lên bán nữa, và chỉ cần là lấy một cái hình ảnh của cái áo thun nó thôi. Đăng hình ảnh thì lúc nào tương tác nó cũng tốt hơn là đăng link cả. Và cái thứ hai đó là có thể tạo đơn trực tiếp từ từ sàn thương mại điện tử ha. Đây ha, thêm lên trực tiếp từ sàn thương mại điện tử. Thì sau tí nữa mình sẽ hướng dẫn cái phần thêm đơn từ sàn thương mại điện tử này. Thì cái tính năng thêm đơn từ sàn thương mại điện tử có nghĩa là tính năng dropshipping rồi. Mọi người không cần phải sở hữu hàng hóa, mọi người chỉ cần lên trên này thiết kế một cái áo để cho nó nằm ở trên trang chủ của Printful, sau đó lấy hình ảnh đăng lên trên Shopee. Có khách hàng đặt trên Shopee thì mọi người vào lấy ID đơn hàng này đó, và tạo đơn thôi, ID đơn hàng, mã vận đơn, chọn đơn vị vận chuyển thôi, và tạo đơn hàng. Thì đó là hình thức dropshipping kết hợp với sản phẩm được thiết kế, và cụ thể đây là Printful. Ok, mình sẽ đi tiếp đến phần là sản phẩm và giá cost mà ở trên Printful đang hiện có ha. Họ cũng có một cái bài viết ở trên blog này, giá cost, giá base, base cost và giá bán đề xuất. Thì đây còn có những sản phẩm như là áo thun PE với giá cost là 60 nè. Mọi người có thể xem là cái tấm hình này không, vào trang này để xem ha. Ngoài ra thì giá bán đề xuất ở dưới đây.
Ví dụ giá thun PE thì giá bán đề xuất của Printus là từ 100 150k, hoặc là hoodie từ 150 đến 250. Hoodie thì giá gốc là họ để cho mình là 100k thôi. Ok, thì để bán ở trên Printus thì chắc chắn là mọi người phải đăng ký tài khoản thôi. Mọi người có thể vào printus.com và đăng ký một tài khoản rất là đơn giản thôi. Ngoài ra, hoặc là mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách là đăng ký tài khoản qua đường link livevietnam.com xuyệt dropshipping printus thôi. Thì khi mà bạn đăng ký tài khoản qua đây thì chắc chắn là sẽ được mình hỗ trợ rồi. Ngoài ra thì mình đang đề xuất với Printus dành cho những ai đăng ký tài khoản qua đường link giới thiệu của mình thì sẽ được giảm giá cost xuống. Giảm giá cost là sao? Ví dụ như áo PE họ đang để là 60k. Nếu bạn đăng ký qua đường link của mình thì ví dụ cái đề xuất của mình được thì sau này giá cost bạn sẽ còn giảm khoảng 55k thôi. Và bạn sẽ có thêm lợi nhuận là 5k một áo ha. Thì trước mắt là vậy, cái này mình chỉ đang đề xuất thôi. Và sau khi đăng ký cái tài khoản trên này rồi ha, thì mọi người vào trong phần thông tin tài khoản này và cấu hình lại một chút cái tài khoản của mình, như là chọn ảnh đại diện, chọn tên shop ha, và một vài thông tin cá nhân. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào từng mục chiến lược. Đầu tiên đó là sáng này ha, chọn sản phẩm gì bạn. Thì biết sản phẩm Printus có sản phẩm gì thì mọi người vào phần tự liên kế này. Vào đón thêm sản phẩm ở đây. Ngoài cái áo PE này ha, thì họ còn có thêm áo cá sấu, áo hoodie, áo cô tông, ly sứ, túi. Thì cá nhân mình á, mình thấy những sản phẩm mà dễ bán nhất và tiềm năng nhất đó chính là áo thun PE và áo hoodie. Ở đây mình chọn hai sản phẩm này vì sao? Vì một là dễ bán, hai là lợi nhuận cao. Với áo thun PE á, thì cá nhân mình nghĩ là nam hay nữ gì đó cũng sẽ đều sở hữu một vài cái áo thun cả. Và lên một đơn hàng thôi mà để bán cho khách hai cái một lúc, ba cái một lúc rất là dễ, vì thường mình hay mua combo một lúc ba cái lắm. Hoặc là và áo hoodie này cũng khá là dễ bán hơn. Tiếp theo là khách hàng là ai, có nghĩa là ai sẽ chọn mua những sản phẩm này. Thì đối với áo thun á, cá nhân mình thấy khách hàng đa phần nó đang rơi vào khoảng từ 18 tuổi cho tới khoảng 35 tuổi. Hoặc là áo hoodie nó cũng nằm như vậy ha. Mọi người bán sản phẩm khác thì mình không biết, nhưng mà cá nhân áo hoodie hoặc là áo thun PE, áo cô tông này cũng là một sản phẩm dễ bán, nhưng mà cái lợi nhuận mọi người có được không cao ha, vì cái giá cost của nó đã khá là cao rồi. Ở đây mình chỉ muốn mọi người hướng tới là bán chuyên một dòng sản phẩm thôi, như chỉ bán áo thun PE thôi, bán áo hoodie thôi, kết hợp hai cái này lại ha. Đây là một cái khách hàng trẻ, cái lượng khách hàng trẻ và họ sẵn sàng chi tiền cho 100.000 cái áo thun, 150.000 cái áo thun rất là đơn giản, gần như là không suy nghĩ gì. Và cái quan trọng cái thứ ba đó là in gì. In gì hay còn có nghĩa là chọn ngách gì để mà bán. Thì mình có thể liệt kê ở đây một vài hướng để cho mọi người đi, có nghĩa là đầu tiên đó là bán trên trend ha. Bán trên trend là gì? Có nghĩa cái gì đang hot bây giờ thì mọi người bán cái đó. Một bộ phim mới vừa ra, mắt biết chẳng hạn, rất là hot. Hoặc là có thể nếu mà không biết bán cái gì thì có thể đi xem ở trên này họ đang bán cái gì. Xem ở đây có ai đang bán trên không? Ai? Ok, cái trend này thì
nó thêm vào cái phần nhạy bén với thị trường của mọi người ha. Trend nào càng hot thì bán càng càng mạnh, mình demo cho mọi người xem là sao. Ngày trước ông Trung Nguyên ông nói một câu tiền nhiều để làm gì, và cái câu này cực kỳ nổi tiếng ở trên mạng luôn, và một cái pay tạo ra, xem cái pay không thấy nữa, nhưng mà cái pay đó mình thấy họ thiết kế cao thun tiền nhiều để làm gì, và họ bán cao thun này cực kỳ chạy luôn. Thì đây là cái cách mọi người bắt trend ha, nhanh nhạy để bắt trend. Cái thứ hai là mọi người bán trong những cái ngách, những ngách mà có đông người, lấy ví dụ như là ngách thú cưng. Thú cưng là một ngách mà luôn luôn mà rất là đông người, đông người follow cái ngách này ha. Những ngách bạn em hiểu nghe, ngách về bóng đá này. Bóng đá ví dụ như câu lạc bộ bóng đá ha. Một fan của một câu lạc bộ đó thì sẵn sàng bỏ ra 100 200 ngàn một áo thun, cực kỳ đơn giản mà không cần phải suy nghĩ luôn. Cá nhân mình cũng là một fan mạnh về bóng đá nên in mà áo thun Ronaldo đẹp chẳng hạn là mình mua ngay, chả phải lăn tăn gì cả. Trên này có một cái áo của ông Park Hang-seo này ha, ở đây đó là cũng là một cái ngách về bóng đá. Đây là thú cưng nè, chó mèo nè, một ngách về hentai chẳng hạn, nếu bạn quan tâm đến hentai, Joker nè ha, đi theo phim phim Marvel chẳng hạn đó. Bạn bán ở thị trường nước ngoài thì sẽ bị ăn bản quyền, nhưng mà bán ở thị trường Việt Nam thì thoải mái hơn, mình chưa thấy mặt của vấn đề bản quyền này. Đây ha, ví dụ như sticker này cũng khá là dễ thương ở trên mạng nè. Bán theo những ngách trong người ha, và hoặc là bán theo cái ngách mà bạn em hiểu, bạn em hiểu về nó thì bạn làm thôi. Ví dụ như mình thích đọc về tiểu thuyết hẹn thì mình thiết kế những cái áo liên quan tới về kiếm hiệp, mình lấy ví dụ như vậy. Ở đây còn có là người nổi tiếng ha, để thêm ở đây là người nổi tiếng. Và cuối cùng mình có thể liệt kê đây có nghĩa là ngách mà bạn như cá nhân mình, nếu mà mọi người follow mình thì sẽ biết là mình có trước đó mình có bán đàn ha, và mình cũng có một tệp khách hàng khá là được ở trong cái ngách này, thì mình có thể chọn ngách là bán về nhạc cụ này ha, mình bán thì mọi người sở hữu cái tệp khách hàng gì thì mọi người có thể bán cái tệp khách hàng đó, sản phẩm liên quan đến tệp khách hàng đó. Ngoài ra nếu mọi người không biết nữa thì cách cuối cùng là đi spy, đi spy xem đối thủ bán cái gì. Thì ở đây mình sẽ liệt kê ra một vài ông lớn, cũng không hẳn là lớn đâu, kiểu như T-Work. T-Work là một trang bán của một cái anh quen ở Đà Nẵng, thì đây là một cái fanpage mà có thương hiệu lớn rồi, có website khá là chuyên nghiệp, thì những cái áo thun ở đây họ bán giá là khá là cao, 250.000 một áo lận. Mình lấy ví dụ như với giá cost của Printout để mình là 60k và bán 250 thì bạn có lợi nhuận rất là cao ha. Áo hoodie họ bán tới, không phải hoodie, áo bình thường thôi, họ bán tới 370, áo tay dài đó. Thì bằng đi spy xem trên này đang bán cái gì, bằng có thể spy bằng cách là vào tính bí mật của trang nè, mọi người góc này xem thêm. Trên này đang chạy quảng cáo, mọi người bấm vào đến thứ việc quảng cáo này. Những sản phẩm nào đang quảng cáo nghĩa là nó bán chạy. Trên này thì họ thiết kế chuyên nghiệp lắm. Đây là cái trên gì mình cũng không rõ nữa. Đây là trên Tết này.
và trên rượu bia này Tuy Quốc cũng chưa bắt trend cực kỳ tốt và họ đang đi theo một cái trend là sắp Tết rồi họ đi theo bản thiết kế những cái hình ảnh liên quan đến Tết. Ngoài ra thì ví dụ như áo thun Nayu, những sản phẩm ở đây thì khoảng từ 150k một áo. Hot đi thì họ bán 189k một áo, 190k một áo. Còn áo thun thì nó phải đâu 150k. Mọi người có thể xem họ chạy quảng cáo không ạ? Trang này đang chạy quảng cáo này. Áo thun lên hình con chó. Áo thun lên hình con gì đây, mình xem coi. Nếu mọi người không biết ý tưởng gì thì đi spy của đối thủ thôi. Đây là chạy quảng cáo rất là nhiều. Đây là đi theo ngách chó mèo nhiều mọi người ạ. Chó mèo rất là dễ thương và rất là dễ bán nữa. Cái tệp khách hàng là luôn luôn lớn. Sao đi. Và cái trang thứ ba đó là 23T. Xem trang này có chạy quảng cáo không ạ. Những sản phẩm áo thun đây thì họ cũng bán với giá cũng phải hơn 100k ha, giá từ 1 x. Đây họ chạy có một bài thôi. Ok, thì mình vừa đi spy một bài sản phẩm. Cái thứ hai, mọi người có thể spy đó là spy trên sàn ha. Thì cách mình sẽ nói luôn là đối với trên sàn đó thì mọi người đừng quan tâm về giá ha. Vì sàn là cái nơi trùm phá giá rồi, đừng quan tâm, nó bán rẻ VL mình không hiểu là sao nó bán rẻ ngoài này. Sàn họ chấp nhận lời chỉ từ 5 đến 10k một sản phẩm thôi để họ có đơn hàng, họ kéo khách về. Cu hàng đó, một cái ngách mọi người có thể đi như là Hòa Thành Trăng. Thì sau khi mọi người xác định được một cái trend, một cái ngách cho mình rồi thì tiến hành xây dựng shop và bán thôi. Về chuyển qua slide bên này ha, thì đây là đường link giới thiệu, mình sẽ nói tiếp về Printful. Thì các sản phẩm Printful hỗ trợ bán qua sàn thương mại điện tử này, bao gồm là áo thun, áo hoodie với hình thức là in theo khổ A2 và A3 chứ không có in tràn ha. Nếu mà bạn muốn bán qua sàn thương mại điện tử, những cái sàn mà Printful hỗ trợ đó là sàn Shopee, Sendo, Lazada. Mình nói lại hơn, gồm áo thun, áo hoodie, nhưng mà chỉ là in khổ nhỏ chứ không phải là in full ha, in tràn. Về setup địa chỉ, ở đây mình nói luôn là khi bạn làm trên sàn thương mại điện tử á, thì địa chỉ bạn sẽ để là địa chỉ của Printful. Nhưng mà với vấn đề là rất là nhiều người cùng để một địa chỉ thì Shopee sẽ khóa, nên cách lắp đó là mọi người có thể lắp là ở đây địa chỉ 8 đường số 3 ha, thì mọi người thêm là số 8 là số 08, đường số 3 thì mọi người có thể là đường số 03 chẳng hạn, khu phố 04. Mọi người lắp rất là nhiều cách. Số 8 này mọi người có thể để 8A, 8B, 8C đó được. Vì shipper ở một cái khu vực nào á thì họ sẽ rành về cái khu vực đó và chắc chắn họ sẽ tìm ra chỗ này ha. Đây là cách lắp. Còn số điện thoại và tên thì mọi người để số điện thoại và tên của mình ha. Về giao hàng, đơn vị giao hàng thì mọi người là giao hàng tiết kiệm, chọn giao hàng tiết kiệm ha. Tiếp đó là sau khi phát sinh đơn hàng á thì Printful sẽ chuẩn bị sản phẩm trong vòng 3 ngày. Đó là bao gồm họ sẽ in ấn, đóng gói các kiểu. Nên khi xác nhận đơn hàng ấy, thì mọi người sẽ để là sau tối thiểu là 3 ngày ha, để cho shipper 3 ngày sau mới tới kho Printful để lấy. Và để tạo được đơn hàng ở trên sàn thương mại điện tử ấy, với Printful thì chắc bắt buộc là tài khoản trong Printful mọi người phải có tiền trước. Thì chuyển tiền bằng cách là chuyển qua ngân hàng VPBank này, là số tài khoản của bên Printful thôi.
Nội dung chuyển khoản gồm số điện thoại và chuyển khoản nạp vào số dư, là số tài khoản ha. Thì mọi người có thể xem chi tiết số dư bằng cách là vào đây. Thông tin tài khoản này. Mọi người còn thanh toán này. Và chi tiết số dư nó nằm đây nha. Khi mọi người nạp tiền thì nó nằm ở đây. Mọi người muốn nhanh thì nạp xong rồi chụp cái bill lại và nhắn tin cho Printout thì tiền nó sẽ vào này thôi. Okay. Thì cụ thể ở đây bắt đầu làm, mình sẽ làm luôn demo. Ngách mình chọn làm đó là ngách ngách mà cá nhân mình làm, mình sẽ làm NAS Daily. Đây là một cái Facebooker rất là nổi tiếng ở trên mạng. Những ai chưa biết thì mọi người có thể search NAS Daily với gần 7 triệu người thích này. Ở Việt Nam thì 700.000 người thích rồi. Và NAS Daily có một cái dòng áo thun, đây là cái áo thun anh ta đang mặc đây, rất là đơn giản, đó là hầu hết tất cả các video thì đều mặc cái áo này. Một con số bao nhiêu phần trăm đó like và cái dung lượng pin ở đây thì mình cũng đã thiết kế được cái mẫu mẫu này mình bán ha. Thì mình sẽ nói luôn, trước khi đi vào thiết kế thì mình sẽ nói luôn, đó là mọi người muốn tìm hiểu sâu về cái mô hình POD với Printout đó, thì có thể lên có thể đăng ký khóa học của KTCD nha. KTCD đã có một cái khóa học về đây là khóa học của khoa ITO sẽ đi sâu hơn về cách thức bán hàng ở trên Printout như thế nào, cá nhân video không phải cá nhân mà là hạn chế ở trong cái video này mình không thể nói sâu được á. Thì khóa học này có giá chỉ 45k thôi và mình đã liên hệ được với bạn khoa này. Mọi người có thể lên trang là cp.livevietnam.com hoặc là vào trực tiếp từ trang livevietnam.com có cái mục coupon này ha. Mọi người có thể chọn ở đây là bạn nó thun đây. Thì mình đang có ưu đãi là 30%, mình xin cho bạn khoa ITO này cái coupon giảm giá 30% khóa học này. Thì mọi người sẽ tìm hiểu sâu được về cái khóa học POD này ha. Và thứ hai đó là cách làm dropshipping với Shopee. Ở trong video này thì mình sẽ nói về sàn Shopee ha. Thì mọi người có thể tìm hiểu. Mình có một cái video giá của nó chỉ 100k thôi và mình đã hướng dẫn full quy trình làm dropshipping với Shopee như thế nào, như là các tối ưu shop đăng sản phẩm như thế nào ạ. 100k. Mọi người muốn giảm giá thì đây mình cũng có cái coupon giảm giá cho nó. Mọi người có thể vào đây lấy nha, ưu đãi 10% hoặc dropshipping với Shopee. Ok, giới thiệu như vậy thôi. Mình sẽ tắt cái này đi. Ngoài cách bán ở trên sàn thì mọi người có thể bán được ở trên Facebook này ha, Instagram hay là website ha. Vì Printout có tính năng là tạo đơn hàng nhanh đó, thì mọi người có thể bán qua Facebook rồi lấy thông tin khách hàng, Instagram lấy thông tin khách hàng, hoặc website lấy thông tin khách hàng. Cái ở đây hạn chế giới hạn trong video này thì mình sẽ nói về trên sàn Shopee. Đầu tiên thì mọi người tạo một cái chiến dịch cho mình đã vào phần thử thiết kế này. Sản phẩm ở đây thì mình bán áo màu đen, mình tắt màu trắng đi, màu xanh đen và thêm màu xanh ngọc nữa. Mình sẽ tải cái mẫu thiết kế của mình lên ha. Mình đã thiết kế sẵn rồi, mình sẽ lấy file là 33%, tích vào đây và bấm tải lên. Đây là cái thiết kế của mình, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mục đích thiết kế này á là để có sản phẩm trên web để mình đặt hàng nhanh thôi,
chứ hình ảnh này mình không dùng ha, mình đã có hình ảnh sẵn rồi. Đây là giá cost như mọi người thấy là 60k, bây giờ mình quyết định giá bán. Mình sẽ bán sản phẩm này với giá là 109k, rồi sẽ có lời là 59k một sản phẩm. Tiếp theo những dịch đây là cái đường link mà mọi người cũng được quan tâm lắm ha. Để xem. Tiếp theo mọi người bấm vào phần tiếp theo luôn. Xem quay lại. Ok, không có gì cả. Ở đây mọi người có thể xem trước hình ảnh của nó ha. Ok, và bấm khởi chạy chiến dịch luôn. Lúc này á thì sản phẩm của mọi người đã có ở trên đây rồi ha. Mình không để ý sao nó lại tăng lên giá 130k rồi. À, với những áo màu như vậy thì hình như là print tốt tính phí đến 11k trên một sản phẩm nữa. Nhưng mà với 130k một áo thì mình cũng thấy ok. Nhưng mà mình bán trên sàn mà, lúc mà họ trừ tiền của mình đó là họ trừ 60k thôi, nên cái giá là không quan tâm lắm đó. Tiếp theo mọi người đăng sản phẩm lên trên Shopee của mình ha. Đây là cái áo thun luôn, cái shop áo thun luôn. Mình sẽ vào phần sản phẩm, sẽ thêm một sản phẩm. Trước mình sẽ thêm một cái cụm từ thu hút như là mục đích, cái từ này là tăng cái thu hút ra Happiness Daily. Mình xem cách đặt tên của đối thủ này. Mô tả sản phẩm để cho nhanh thì mình sẽ bỏ qua cái phần này ha, mình làm nhanh luôn. Mình sẽ để đồ brand chất liệu thì mình sẽ chọn trung tâm xuất xứ Việt Nam. Giá ở đây, đây là cái giá chính thức mà mọi người muốn bán. Như lúc này mình nói là mình muốn bán giá 119 thì mình sẽ để là 159. Tại sao thì tí nữa mình sẽ nói. Kho hàng mình sẽ để là 999 luôn. Mua nhiều giảm giá, ở đây mình sẽ để là mua từ 3 đến 5 sản phẩm thì giá chỉ còn là 99k. Mình sẽ đăng ở đây ha. Chọn sản. Mình sẽ làm ở đây là bìa. Ngoài ra thì mình thêm cái bảng size đây nữa cho khách hàng dễ lựa chọn ha. Cân nặng sau khi đóng gói mình sẽ để là 300 gram.
À, lưu ý là giao hàng tiết kiệm, đọc lại đây. Printout chỉ chấp nhận đơn vị vận chuyển là giao hàng tiết kiệm ha. Con này thì mọi người giữ nguyên, không đặt hàng trước, vẫn lưu hiển thị. Thì lúc này sản phẩm của mọi người đã hiện lên trên này, đang xem shop à. Đây là cái áo shop của mình, chờ nó chưa hiện lên đâu. Nó là hiển thị trên này ha, và nó có bảng size ở đây luôn. Mình sẽ làm thêm chương trình giảm giá cho cái áo này bằng cách là vào phần kênh marketing này. Chọn chương trình của tôi này. Mình sẽ tạo một chương trình. Bắt đầu là hôm nay và ngày kết thúc. Xong chọn cái áo Nash rồi, và mình sẽ giảm giá cho nó 20% là 127, giảm 25% đang còn 119. Mình bán áo này với giá 119 thôi, mình giảm 25% hàng tấp. Thì lúc này cái áo của mình đã tới 12 giờ 30 thì nó sẽ còn giảm còn 119k. Thì khi mà có đơn hàng ở trên đây á thì mọi người tiến hành đặt hàng bằng cách là vào phần thông tin tài khoản này, đơn đặt hàng này, thêm nhanh, thêm từ sàn thương mại điện tử ha, và mọi người lấy, mình sẽ test cái shop mà mình đã có đơn hàng cho mọi người xem. Đây, đơn hàng ở đây. Ở đây luôn. ID đơn hàng. Copy vào đây. Mã vật đơn từ sàn. Đây là cái mã vật đơn ha. Đơn vị vận chuyển thì mọi người chọn giao hàng tiết kiệm. Chọn sản phẩm này. Lên lại. Sao nó không ghi chú ở đây nhỉ? Đây là sản phẩm đây rồi. Mọi người chọn áo thun nest đây ha. Đi. Chọn size ở đây. Và chọn số lượng ở đây. Số lượng. Đây là cái giá mọi người phải trả này, là 71k, tại vì giá cost của nó là 60. Ngoài ra thì Vingroup cộng thêm 11.000 tiền in gì đó mình không nhớ rõ nữa. Và đưa ID đơn hàng, đưa mã đơn đây và bấm thêm. Và bấm tạo đơn hàng ha. Song song với đó thì ở ngoài trang Shopee á, mọi người xác nhận đơn bằng cách là lúc mọi người bấm xác nhận đơn nó sẽ hiện ra cái mục lấy hàng sau bao nhiêu ngày ấy, thì mọi người nhớ chọn 3 ngày ha, mình đã có ghi chú ở đây rồi. Trước đó thì mọi người chuyển khoản vào tài khoản của Printout thì mọi người mới tạo đơn được ha. Ok, bao nhiêu phút rồi, 40 phút rồi. Trên là toàn bộ cái quy trình mà mình hướng dẫn mọi người cách làm dropshipping với những sản phẩm tự thiết kế trên nền tảng Printout. Trong quá trình mọi người làm á, thì có phần nào mà còn thắc mắc, còn chưa hiểu thì cứ inbox với mình qua Facebook Live Việt Nam này,
mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Đây là một cái video mình làm miễn phí thôi, muốn cho nhiều anh em biết tới. Ok.